Chào các bạn, hôm nay cơm tay cầm. Nhớ hồi nhỏ, thời năm bảy mấy đấy bạn, thời nó nghèo chết mồ, nhà nào mà không ăn bo bo là giàu lắm giàu. Còn như là ăn bo bo độn với khoai lang không. Cái nghe má tôi nói bữa nay ăn cơm tay cầm. Trời, đang cơm là ngon chết rồi, còn cơm tay cầm nó nghe hết sảy. Cái tôi hỏi liền, má, cơm tay cầm là gì vậy má? Bà thì học rất là cao, mới có lớp 2 à, thành ra bà giải thích đâu có được. Cái bà nín một hồi, cái bà phải nói làm bánh mì đó con. Trời ơi, cũng ngon chết mồ vậy. Ăn bánh mì đâu có tệ đâu, trời ơi, ăn bo bo lộn thấy mẹ luôn, chứ dạng bánh mì ngon chết mồ. Cái rồi cái dự từ đó tới đi là cái tên cơm tay cầm á là in sâu trong đầu luôn, nhớ luôn tới giờ. Tôi nhớ có năm nào đó Tết, Tết mẹ tôi thì bệnh nằm trên giường á, còn nhà thì đâu có nguồn thu nhập. Bà là nguồn thu nhập chính mà bà nằm trên giường là chết rồi. Bán tùm lum hết, cái quạt cũng bán, nhưng mà có nồi cơm điện là không bán. Nồi cơm điện thời trước giải phóng cũng hỏi giá bán rồi đó chứ, mà điều thấy tiếc tiếc, ta trả rẻ quá thôi, để dành lại. Nồi cơm điện National các bạn cũng tốt lắm, đời bền lắm, cái không bán. Thì Tết là ăn không có gì ăn luôn á. Tết năm đó nhớ dài. Cái rồi nhớ về thì giờ mới nhớ, chứ còn biết bao nhiêu cái Tết mà không nhớ. Chỉ Tết đó nhớ là tại vì nó quá đặc biệt hết các bạn ha, không có gì ăn hết. Đây là sẽ nhớ dài gì lắm. Vì thay diện bơ đậu phộng không thì nó hơi lạc các bạn. Cái mình trộn thêm với lại sữa cho nó ngọt lại một chút. Còn sữa lon này nè các bạn, mua có 33.000 à. Các bạn thấy không? Nó lặng ký ha, nâng ký thì nó ít hơn 3 lon kia. Thì giờ chạy nhầm 12.000 lon kia đi. Các bạn mua Phước Sơn Ngôi Sao Phương Nam có giá 12.000 đâu. Dễ gì. Bởi vì mua này nó lợi, nhưng mà kẹt cái là để lâu nó bị đóng cợn các bạn. Cho nên tôi sẽ bỏ ra cái đồ đựng bằng mũ, nếu các bạn có đồ đựng bằng kiến thì tốt, mà không có thì thôi bỏ đi. Đồ đựng bằng mũ đó rồi để đông đá ăn nó như kẹo kẹo ngon lắm các bạn. Bởi vì ăn món tay cầm này thì nhớ tới quá khứ phải không các bạn, mình nhớ tới bà chị ruột mình lớn hơn mình tuổi à. Trời, thời đó mà các bạn ơi khổ lắm, có học hành được gì đâu. Giải phóng vô rồi cái trở lại trường xin học, cái họ nói học bạ đốt hết rồi, giờ không có học bạ. Mà thời đó đâu có biết thủ tục đầu tiên các bạn ơi, trời ơi, thời đó mới mà đâu có thông làm gì, cô không hỏi thăm rồi đi về thôi, cầm bộ hòn đi về, không có ăn học gì hết. Nhà chơi nghỉ dây năm mười lọt cò cho qua ngày. Cái thì chủ nhật á thì được cái vui là đi học giáo lý đó các bạn. Cái rồi học cho tới lớp cao nhất. Thì hôm đó có cái câu hỏi là chứng minh điều gì đó không biết. Cái chỉ chạy vô chỉ hỏi mấy người mà dạy học á, sư huynh trưởng. Chứng minh nghĩa là gì? Cái là mấy anh chị hỏi em có đi học ở trường không? Mời các bạn. Thì chị nói là không. Đúng, chị nói trời ơi, bây giờ mà không đi học uổng lắm. Hỏi ra thì chị nói mới học, đang học lớp 3 là được giải phóng, cho nên đã nghỉ học luôn tới giờ. Cái thì một mớ anh chị là cô giáo, cái nói em đi học nữa không, chị ráng chị lo vô học. Trời ơi, mừng như mở cờ trong bụng với các bạn. Thời năm thập niên đầu năm 80 mà các bạn, mừng lắm. Tức là mấy anh chị
dạy thêm toán. Chứ nội có dạy môn toán rồi, chứ đâu biết dạy môn gì các bạn. Dạy thêm môn toán. Trời ơi, học hiểu được chết liền các bạn ơi. Từ học lớp 3 mà lên học toán mới lớp 6, lớp 7, lớp 8 sao hiểu nổi. Mà trong vòng mấy tháng hả các bạn. Thì cuối cùng cái ngày tự trường cũng tới. Cái ngày đầu tiên á, đi học á, chắc phần lớn á là náo nức kiếm bạn mới. Còn phần nhỏ là nói làm biếng quá muốn ở nhà thêm chơi. Còn chị thì sợ, rồi bị bắt lại là một bài giả đó các bạn. Ham học mà cũng sao bị bắt nữa các bạn. Rồi cái với phần lo là giờ biết trong đó có cái gì mà học. Trời ơi, mà hổm giờ có gì đâu mà học mà biết. Thì đầu năm học đó, thầy đó hay ôn bài cũ đó các bạn. Mấy ngày đầu thầy cô giáo môn nào vô cũng ôn bài cũ hết. Còn có thầy cô chơi ác, chơi kiểm tra 15 phút luôn của năm trước. Trời ơi, biết được chết liền. Ngồi ngắt đùi không, nạp với trắng không. Cái con một chị bạn học lớp 12, tại chị cũng học trễ 3 năm các bạn. Thì có chị bạn học lớp 12 á, chị thì nói giờ muốn văn á, đoán cái đề là sẽ là làm tả chị dậu. Cái chị viết trong bài chị dậu, chị về chị học được lầm. Thì đúng trúng thủ các bạn. Vừa có môn văn là bắt đầu cầm viết lên viết. Trời ơi, được chấm điểm cao hết sức cao. Nghĩ lại mắc cười quá các bạn. Rồi mấy môn kia họ làm giấy trắng không à, có biết gì đâu mình làm lý nữa, cười quá được cười. Cái đời tới môn anh văn vui lắm. Em thầy ổng chỉ một đứa học trò, cái đứa học trò đứng lên, cái em là go, cái em nhỏ là when gone. Cái chứ nó trời đất là trời. Thì ổng chỉ si, cái kia là so xin. Em chỉ nói trời đất ơi là trời. Này giống như đọc bùa thần chú quá nha. Nhưng mà cái chữ đầu đó là nó lặp lại à, còn hai chữ sau thì nó la lá. Nó lá giống cái chữ đầu. Cái bà nói giá mà ổng mà kêu bán cái thì bà đọc đại chữ nào đó mà hơi lớ lớ giống nhau rồi. Trúng may rùa thì nó trúng. Mai Phước chắc ổng có biết, ổng có biết là trong học bạ của chị mình á là gư là học ở tỉnh, cho nên chuyển về thành phố thì cho bà ghi là không có học ngoại ngữ. Có lẽ ổng biết vậy ổng không có hỏi. Mà mắc cười quá các bạn. Cái rồi học, trời các bạn ơi, học mà cứ nghĩ rằng mình sẽ không học kịp, không học được, học không vô. Hỏi các bạn chứ mới vừa lên lớp 3 mà nhảy cái đùng lên lớp 9 học làm sao học nổi các bạn. Bộ thánh thần như sao mà bay xuống rồi cho học cái một gì, học gì nổi. Cố gắng quá trời, bao nhiêu bài vở mà chép ở trên bảng xuống đó các bạn. Về bả ôm bả nuốt hết, không còn lót sọt chữ ngoài á. Học thuộc lòng hết trơn. Chứ điều mà đọc ngược lại còn được nữa. Lo sợ lắm các bạn, bạn tưởng tượng coi. Giống như từ trên trời rớt xuống không các bạn. Biết gì đâu mà ấy mà sau cuối năm đi thi. Khổ lắm. Thì lúc thi cũng tới, thi tốt nghiệp đó các bạn. Cũng qua. Rồi đọc kết quả thì bả được học sinh giỏi toàn quận.
lên quận lên giải thưởng. Sợ rớt, sợ học không được, sợ quá học cho giữ vô rồi đến trường lên tới học sinh giỏi luôn các bạn. Ghê hồn không? Thì có người bạn, mấy người bạn bu tay hỏi bạn, tại có đứa rớt ở lại lớp mà các bạn. Nói ê, mày có bí quyết nào mày chỉ cho tao coi, chứ tao mất căn bản rồi. Cái bà suy nghĩ thôi, bà suy nghĩ trong bụng mới nói, mày có căn bản mày mất, còn tao có căn bản đâu mà tao mất. Thiệt, bà có căn bản đâu các bạn. Không có một chút nữa, thì bà lấy gì bà mất. Rồi cái bà nghĩ ra, ủa làm sao mình học được vậy ta? Cái bà nói, à bao nhiêu tập vở mà sẽ chép trên bảng xuống á, mày học thuộc lòng hết là được, xin giỏi à. Không dễ không? Trời, mấy đứa bạn nó khi dễ, nó nhỏ này thì hiểm thiệt. Biết tuyệt chiêu mà không chỉ, còn nó trách nữa, nó móc nữa. Học trên bảng, ai lại chẳng học thuộc lòng trên bảng. Học sạch đi học hết trơn, nhưng mà có biết gì đâu. Vậy bạn thử hỏi đi, bà chị mình có căn bản để mất không ạ? Bà không có người quen nào hết ngoài cái bà mà giúp cho bà cái bài văn đó thôi. Từ đó tới đi là không có giúp gì món gì hết. Nè các bạn, rồi anh chị em trong nhà, bà là học vấn cao nhất, ai giúp bà giờ? Bà là người học vấn cao nhất. Còn mấy người lớn nó học chế độ cũ mà, có chương trình giống nào đâu mà dễ chạy. Còn đi học thêm hả? Ha, cái đó nằm trong mơ đó. Miệng còn chưa đủ ăn nữa mà đi học thêm, đúng là chuyện không tưởng. Thì hỏi bạn căn bản ở đâu mà mất? Thì điều đó phát hiện ra là khi các bạn cho đầu óc ngủ quên thời gian, nghĩa là không có gì làm á, thì nó rất minh mẫn các bạn ơi. Rất minh mẫn. Bạn học giỏi dữ lắm. Người ta gọi là học một hiểu mười á. Nào, đây là lời nhắn nhủ của những bạn mà nói lúc nào tôi cũng mất căn bản nha. Nhớ một câu nha, không bao giờ có căn bản để mất nha các bạn. Bây giờ các bạn có thể nói rằng các bạn mất căn bản, bỏ hết các căn bản đi. Khi các bạn bỏ hết các căn bản thì đâu còn gì để mất, đúng không nè? Học lại từ đầu. Hiện giờ ngoài cái chương trình tâm sự ông táo, mình có chương trình là toán học, toán cộng, toán trừ, toán nhân, toán chia, bốn cái toán căn bản nhất. Bây giờ bạn nói bạn mất căn bản phải không? Liền sạch hết các căn bản cũ đi, coi chương trình toán của bốn cái môn đó, cộng trừ nhân chia căn bản nhất, và các bạn lấy căn bản từ bốn cái đó. Yeah. Sau khi lấy văn bản từ bốn cái đó xong, các bạn comment bên dưới xin tôi biết thêm cái món gì mà các bạn muốn học, tôi cập nhật liền cho các bạn. Nhớ đừng bao giờ nói là tôi mất căn bản nữa. Giờ bạn luyện hết căn bản đi thì sẽ không mất, đúng không nào? Bỏ hết. Giờ đừng có nghĩ rằng nếu bây giờ bạn đang học lớp 7, bạn cần 7 năm để lấy lại. Câu trả lời là không cần. Bạn bỏ hết 7 năm, tôi dám cái với bạn trong 1 tháng bạn lấy lại hết.